Chào mừng các bạn đến với kênh sáng tạo.com. Hôm nay chúng ta chế chiếc vốn kế mini này. Dùng luôn một cái vốn kế này, nghe nó hơi ngược đời vậy. Dùng vốn kế để chế vốn kế. Mình dùng thêm một viên pin 9V và đế pin của nó. Công tắc này. Chúng ta sẽ ăn vốn kế chỗ này. Công tắc ở đây quan sát hai lỗ. Bây giờ chúng ta kết nối vào cái dây âm này, các bạn hạt trực tiếp vào luôn cái dây âm chỗ này, cấp nguồn này, âm dương vào đây. Chúng ta đo bằng một dây trắng này và một dây đen. Cái dây đỏ này là dây tín hiệu nhé, S này ngoài cùng, đi nguồn cấp ở giữa, dương âm chung nhau ra để đo. Như vậy, chúng ta làm một chiếc vốn kế mini này rồi. Kênh sáng tạo.com, chúc các bạn thành công.